Có nông dân đạt doanh thu 140 tỷ đồng và lợi nhuận 42 tỷ đồng trên năm. Hai nông dân ở Trà Vinh và Bến Tre trở thành nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 nhờ nuôi tôm công nghệ cao và thu lợi khủng lần lượt 42 và 50 tỷ đồng. Sáng 3 tháng 10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức buổi họp báo thông tin chương trình Tự hào nông dân Việt Nam năm 2023 với chuỗi sự kiện, lễ tôn vinh và trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 biểu dương 63 hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu. Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 8. Chuỗi sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày 12 và 13 10 tại Hà Nội. Theo ban tổ chức, trong số 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 có 83 người là nam, 17 nữ. Theo đánh giá của Hội đồng Bình chọn cho thấy chất lượng nông dân xuất sắc năm nay có nhiều điểm nổi trội hơn các năm trước. Nếu năm 2022 nông dân xuất sắc có doanh thu cao nhất đạt 70 tỷ đồng, thì năm nay nông dân xuất sắc có doanh thu cao nhất đạt 140 tỷ đồng. Về lợi nhuận của nông dân xuất sắc năm nay cũng cao hơn các năm trước. Năm 2023, nông dân xuất sắc có lợi nhuận cao nhất thuộc về một nông dân ở Bến Tre đạt 50 tỷ đồng trên năm. Có 42 nông dân được đề cử có lợi nhuận trên 3 tỷ đồng. Thông tin về hai nông dân Việt Nam xuất sắc có doanh thu cao nhất 140 tỷ đồng và có lợi nhuận 42 tỷ đồng. Tổng biên tập báo Nông thôn ngày nay Lưu Quang Định, phó trưởng ban tổ chức chương trình Tự hào nông dân Việt Nam cho biết hai nông dân này đều nuôi tôm công nghệ cao. Cụ thể, nông dân Ngô Văn Đệ, 46 tuổi, ở tỉnh Trà Vinh. Ông Đệ nuôi 4 hecta tôm thẻ chân trắng với vốn đầu tư khoảng 28 tỷ đồng, tổng doanh thu trên năm đạt 140 tỷ đồng, lợi nhuận 42 tỷ đồng. Còn ông Lê Văn Sắm, 65 tuổi, tỉnh Bến Tre nuôi tôm công nghệ cao, lợi nhuận 50 tỷ đồng. Từ năm ngoái, nhìn chung mưa thuận gió hòa, được mùa, được giá của ngành tôm nên lợi nhuận, doanh thu rất tốt. Ông Định nói và cho rằng ngành nuôi tôm có lợi nhuận rất tốt nhưng cũng rất rủi ro. Nếu đầu tư quy mô lớn, bỏ số vốn ra lớn mà thuận lợi thì lời lớn, ngược lại thì cũng thua lớn. Rất mong ngành tôm mưa thuận gió hòa, bền vững trong những năm tới và lâu dài. Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm khẳng định 100 nông dân xuất sắc lần này đại diện cho 100 bông hoa tiêu biểu của giai cấp nông dân Việt Nam. Nông dân xuất sắc năm 2023 được bình chọn hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực đặc biệt xuất hiện những nông dân xuất sắc làm du lịch sinh thái, phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn và nhiều nông dân chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh. Bà Thơm cũng cho biết năm 2023 là năm đầu tiên Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức biểu dương 63 hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc do Hội Nông dân tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập